đang tới chân của cột cờ đây rồi. Cột cờ hôm nay không có gió, đâm ra là cờ không bay, cờ đang rủ. Ôi, trên này không có mà ai, có mỗi hai anh em, anh Liên chủ homestay Phương Trâm. Ôi mệt quá, may đi từ sáng sớm nó ra mới vắng người, chứ không thì đông người đi là không chụp được ảnh. Cột cờ lũng cú. Ôi đây, toàn cảnh ở dưới. Đâu nhỉ, anh em thấy mọi người bảo có cái hai cái hồ nước nào nhỉ? À chính là cái hồ này đấy. Hồ mắt mắt gì đấy, cái mắt rồng cái gì phải không? Đây thấy nhiều người bảo hôm nay được nhìn cái hồ mắt rồng. Ơ nhưng em tưởng bảo có hai cái. Đâu ạ? À? À, đâu nhỉ? À kia kia. Kia cái chỗ này đây. Cái chỗ kia là đang xây chùa, chùa gì anh? Có tên gì chưa? Xây xong mới đặt tên à? Sương mù. Cao phết nhỉ? Cái này cao bao nhiêu anh biết không? Một cờ này. Nó ghim nhỉ? Anh chụp hộ em một kiểu ảnh ở đây với. Gió thì lạnh thế đấy. May cũng không có gió mấy. Cờ nhẹ, cờ không bay. Đâu đường lên, đường lên đằng này. Toàn cảnh lũng cú. Đâu nhỉ, chỗ anh kia, thôn anh kia nhỉ. Kia, lô lô trải kia. Đằng này là trường học. À đây, lối lên đây. Lên làm thang máy cho thì tốt nhỉ. Anh có lên không? Vâng, thế anh dưới nhà em lên đây thì xem nào. Ồ, khá là tối. May quá, nó làm bậc kín kín thế này, không có mình sợ độ cao là mình không dám lên. Mình không dám nhìn xuống đâu, sợ độ cao lắm. Đi chóng hết cả mặt. Nó làm xoáy chân ốc. Ôi bắt đầu sợ sợ rồi đây. Mình đã được lên đến trên đỉnh này được rồi. Mình sợ độ cao ra lên hơi hoa mắt một tí. Sợ quá. Cao phết mọi người ạ. Đây, phải ngồi xuống cho đỡ sợ tí đã. Cờ của chúng ta đây. Cái lá cờ này là theo mình được biết là dài 9m và rộng 6m. Tổng là 54 mét vuông, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam. Ồ, trên này là trên cao nhất đây. Như là chỗ này không phải là cái chỗ cao nhất của Việt Nam đâu nhá. Không phải là điểm cực Bắc đâu. Nhiều người lầm tưởng là cột cờ Lũng Cú là cao nhất, nhưng là không phải. Điểm cao nhất là điểm cực Bắc mà hôm qua mình đi, mình có quay lại rồi đấy. Mọi người có lên đây thì là nhớ ghé qua cái điểm cực Bắc đấy nhá. Cũng cách nhau cột cờ này khoảng 5 cây thôi, đi xe máy đến tận nơi. Đây này, mình chỉ cho mọi người. Đây nhá, đây này có cái đường. Đường kia kìa. Đường đi vòng vèo này. Vòng này, tít lên bên kia kìa. Đằng sau cái quả đồi bên kia kìa. Đường đi rất dễ đi thôi, đi xe máy được. Đây, và để mình chạm tay vào cái lá cờ. Cờ to lắm. Như là không có gió mấy. Trời đang âm u, mình đang sợ mưa. Mưa cái là móm đấy. Bây giờ đi, còn sáng nay sẽ đi. Bây giờ có khi là đi, mình đi vào một số cột mốc đó. Xong là mình sẽ xuống thị trấn Đồng Văn vào phố cổ. Xong là lên đồn cao. Xong là đi ra mã Pí Lèng. Nếu mà trời không mưa, trời đẹp rồi, vậy còn sớm thì là mình sẽ bơi thuyền. Bơi qua hẻm vực Tu Sản. Hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á hay châu Á mình không rõ nữa. Xong là nếu mà còn thời gian nữa thì sẽ vào cửa khẩu Sampul. Rồi ngủ tối nay, dự kiến là sẽ ngủ tại Yên Minh. Xong là sáng ngày kia là về thành phố xuống. Xong là mình vào cửa khẩu Vị Xuyên.
xong là nếu mà mệt thì ngủ lại, xong là hôm sau nữa, hôm chủ nhật mới về nhà. Hôm nay mới thứ 6 đấy mà, còn 3 hôm nữa. Ồ, khá là đẹp mọi người ạ. Nhưng là mình hơi hoa mắt vì là mình sợ độ cao. Thôi, chiến thắng cái nỗi sợ hãi vậy. Ồ, đẹp lắm mọi người ơi, cái kìa, sương. Mình quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Mình vừa bật góc rộng này xem cho dễ, mỗi tội là hơi mờ. Bên kia có ánh nắng kìa. Hy vọng là nắng. Trời ơi, mọi người lên đây ý thức nha, đừng có viết bậy lên đây nhá. Mỗi người viết lên đây là sẽ xấu đi đấy. Chụp một kiểu ảnh ở đây xong là mình về. Này, mỗi lần đi săn mây mãi. Hôm nay thì không muốn săn mây kiểu nào. Đây, mây mù đây. Phải ở trên cao cơ thì nhìn xuống mới đẹp, chứ còn là mình đang ở trong tầm, đúng ở trong tầm của nó thì là sẽ bị mù. Đi đường này rất nguy hiểm. Chán quá.